Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện chương 61 heo, quả nhiên là trên thế giới nhất xuẩn, cảm thấy nhạc Linh Chi nói rất có đạo lý, cố tranh liền dặn dò cố minh ngươi nói cho A Hùng thúc bá huynh đệ là được, phần lớn người biết ngược lại không tốt, mặt khác, đừng nói cho bọn họ cơm heo phóng mê choáng dược, chỉ cùng bọn họ nói, ở cơm heo thả có thể gia tốc làm lợn rừng say như chết dược vật, hắn vừa mới mới tỉnh ra, mê choáng dược là quan phủ cấm tư nhân chế tác dược vật, vạn nhất việc này truyền ra đi, Linh Chi sẽ có phiền toái, cố minh một phát đầu, vẫn là đại ca lợi hại. Ta thiếu chút nữa liền đã quên cái này hắn chạy bộ đi a hùng gia đem nhạc linh chi phương pháp nói một lần a hùng thúc bá huynh đệ đều không quá tin tưởng biện pháp này có thể hành nhưng là a hùng thực hưng phấn mặc kệ biện pháp này được chưa chúng ta đều phải thử một lần a hùng cha cũng mạnh mẽ duy trì biện pháp này không có nửa phần nguy hiểm khẳng định muốn thử thử một lần các ngươi không nghĩ tham dự có thể không tham dự nhưng đừng đem việc này tiết lộ đi ra ngoài người nhiều động tỉnh đại đừng đem lợn rừng dọa chạy nghe a hùng cha như vậy vừa nói còn lại mấy nam nhân lập tức thay đổi chủ ý kỳ thật thử một lần cũng không sao nhiều nhất liền lãng phí một thùng cơm heo cùng một ít hèm rượu bọn họ lập tức liền ước định việc này không được lại nói cho bất luận kẻ nào liền nhà mình bà nương cũng muốn bảo mật còn có chính là mỗi nhà đều ra một phen mễ ngao một nồi thơm ngào ngạt cháo rau xanh làm cơm heo buổi chiều một nồi to cơm heo đã nấu hảo, thừa dịp thiên còn chưa hắt, A Hùng dùng hai chỉ thùng trang trước chọn đến quỷ khiếu qua. Buổi tối, mọi người đều tụ tập ở A Hùng gia, cố tranh cùng cố minh mang theo thuốc bột lại đây. Mọi người đều thực ngoài ý muốn, cho rằng cố tranh xác định vững chắc sẽ không tham dự. Cố tranh vốn là không tính toán tham dự, hắn lo lắng đệ muội nhóm an toàn. Nhưng nhạc Linh Chi nói, đệ muội nhóm an toàn bao ở trên người nàng, nhà ở phụ cận còn có quan phủ người, không có gì hảo lo lắng, lợn rừng vượng mê sau, cần phải có người nâng trở về, còn nữa, cố tranh đi, đại gia hệ số an toàn cũng đại chút, cố tranh lúc này mới quyết định cùng đi, sáu bảy cá nhân mang theo hai chỉ cơm heo tàu, cùng với trói lợn rừng thô dây thừng, ở nhà nhạc dưới ánh trăng, phân hai nhóm người đi quỷ khiếu qua. Bọn họ đem thuốc bột sen lẫn trong cơm heo bên trong, lại đem cơm heo ngã vào cơm heo tàu, liền thối lui đến an toàn địa phương mai phục lên. Hèm rượu mùi hương gió thổi mười dặm, thực mau liền đưa tới lợn rừng đàn. Mọi người đều vẫn không nhúc nhích, lại hưng phấn lại khẩn trương chờ đợi lợn rừng nhóm thượng câu. Heo đực tả ngửi hữu ngửi, rốt cuộc phát hiện bay rượu hương cơm heo. Heo, quả nhiên là trên thế giới nhất xuẩn, đều không có do dự một chút, công lợn rừng liền đi đầu ăn uống lên. Không trong chốc lát công phu, hai chỉ cơm heo tào bên trong cơm heo liền bị chúng nó đoạt ăn không còn heo con trước hết vượng mê hai chỉ đại lợn rừng lung lay đi rồi mười tới bước cuối cùng cũng ngã xuống a hùng hoang hô nhảy nhót ha 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 thành công lạp hắn nói xong liền muốn tiến lên lại bị cố tranh một phen giữ chặt ta đi trước nhìn xem không thành vấn đề các ngươi lại qua đây hắn không quên a hùng kiếp trước là chết như thế nào vẫn là tiểu tâm một chút hảo A à, Hùng có chút xấu hổ mà lui ra phía sau, cố tranh cùng cố minh nhanh chóng tới rồi lợn rừng bên người, kiểm tra qua đi mới vẫy tay làm cho bọn họ lại đây. Các nam nhân điểm cây đuốc, hưng phấn mà đem hai đầu đại lợn rừng trói lại cái vững chắc, heo con cũng bị cột vào cùng nhau. Hai chỉ đại lợn rừng quá hung mảnh, vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ trước gõ chặt đứt chúng nó bốn chân, vì cái gì không trước giết chết chúng nó đâu đại gia trong lòng đều có điều cố kỵ, lo lắng những người khác sẽ cho rằng lợn rừng là độc chết, lợn rừng thịt không ai dám ăn. Nếu là lợn rừng tỉnh táo lại lại sát, liền không cần làm bất luận cái gì giải thích. Chương 62 Cố tranh tức phụ tâm địa thật tốt, A Hùng Cha là cái thành thật phúc hậu nam nhân, hắn chủ động đối cố tranh đưa ra, biện pháp này là các ngươi tưởng, thuốc bột cũng là các ngươi ra, nguy hiểm nhất thời điểm, cũng là các ngươi đi trước, chúng ta cũng liền ra chút sức lực, này đó lợn rừng thịt tam thất phân như thế nào. Các ngươi bảy, chúng ta tam, không cần tốn nhiều sức liền giết này đó lợn rừng, đã là một kiện chuyện may mắn, phân thiếu một ít thịt heo không sao cả. Cố tranh thanh lãnh đôi mắt nhìn về phía A Hùng cha, nói, ấn trong thôn quy cũ, lợn rừng thịt đại gia chia đều, mọi người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cố tranh hào phóng như vậy. Cố Minh cười ha ha, cứ như vậy định rồi bảy người bảy phân phân các ngươi cũng đừng cho là ta đại ca khó ở chung hắn kỳ thật chính là lời nói thiếu hắn làm việc kỳ thật công đạo thật sự xác định lợn rừng thịt chia đều mọi người đều thực kích động a hùng cha càng kích động hẳn là tám phân phân mới đúng cố tranh tức phụ cũng nên phân một phần đối tám phân phân mọi người đều phụ họa cố tranh cũng không phản đối linh chi vốn dĩ nên phân một phần các nam nhân chia làm tam tổ, dùng một lần liền đem lợn rừng nâng trở về thôn. Cố Minh bởi vì cánh tay bị thương, hắn nhiệm vụ là châm lửa đen. Sở hữu lợn rừng đều nâng đến A Hùng cửa nhà, không trong chốc lát, vận mê quá khứ hai chỉ đại lợn rừng trước hết tỉnh táo lại, phát hiện thân mình bị giam cầm, còn phát hiện bốn chân bị gõ đoạn, đau đến không ngừng, thở hổn hển thở hổn hển kêu thảm thiết lên. Lợn rừng nhảy con cũng từng con tỉnh táo lại, phát hiện mất đi tự do, đồng dạng phát ra, thở hỗn hển thở hỗn hển kháng nghị thanh. A Hùng cửa nhà, ồn ào đến giống cái lò sát sinh, ngủ say thôn dân bị đánh thức, một đám rời giường xem xét, nhìn đến đôi đầy đất lớn nhỏ lợn rừng, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, vội vàng hỏi sao lại thế này. A Hùng cha bọn họ nhìn đến lợn rừng quả nhiên chỉ là say đảo, cao hứng đến mỗi người không khép miệng được, liền đem nhạc linh chi dạy bọn họ biện pháp nói một lần các thôn dân mỗi người hâm mộ ghen ghét thật sự lớn nhỏ lợn rừng thêm lên chừng một ngàn nhiều cân kém cỏi nhất bộ vị thịt heo giá cũng muốn ba mươi văn tiền trở lên huống hồ đây là lợn rừng thịt giá có thể phiên gấp đôi có thể bán thật nhiều bạc nha một ít lòng dạ tương đối hẹp hòi thôn dân đối với không bị mời cùng nhau tham dự săn giết lợn rừng trong lòng có chút ý nang bình trời còn chưa sáng giết heo sư phó đã mời đi theo A Hùng Gia cũng đã sớm nấu hảo năng lông heo nước sôi, có phân phân thịt heo những người đó bà nương, cũng một đám bị đánh thức hỗ trợ, chỉ là nấu heo huyết, phải mấy cái nồi to mới được. Các nam nhân tắt đồng loạt giúp đỡ giết heo sư phó, phân công hợp tác, quát mau quát mau, rửa sạch nội tạng rửa sạch nội tạng, thiên ma ma lượng khi, lớn nhỏ lợn rừng toàn bộ giết sạch sẽ, nằm xoài trên ván cửa thượng chuẩn bị nâng đến trấn vu đi lên bán trong thôn lục tục có người tới mua lợn rừng thịt cố minh lại đây nói cho a hùng cha ta đại tổ nói lợn rừng tai họa toàn bộ thôn thôn dân các thôn dân đại bộ phận đều có tổn thất nàng kia phân thịt heo từ bỏ phân cho các thôn dân làm bồi thường a hùng cha nghe xong lập tức liền quyết định cố tranh tức phụ nói đúng quê nhà hương thân đại gia có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều có thể miễn phí được đến hai cân tả hữu lợn rừng thịt, không cần tiền, nhưng lợn rừng thịt bán tiền, vẫn như cũ là tám phân phân, mặt khác phía đối tác tất cả đều không có dị nghị, các thôn dân hoang hô lên, đều nói cố tranh tức phụ tâm địa thật tốt. Những cái đó đã từng nói qua nhạc linh chi nhàn thoại người, âm thầm thề, không bao giờ sẽ sau lưng đàm luận nàng. Những cái đó trong lòng ý nan bình thôn dân, cũng nháy mắt thoải mái. Chương 63 người đã giúp các ngươi tìm được rồi, lợn rừng thịt tổng cộng bán 56 lượng bạc, một người phân 7 lượng bạc, còn như làm lợn rừng thịt, mỗi người tươi cười rạng rỡ. Việc này oanh động toàn bộ Song Thạch trấn, Nhạc Linh Chi cũng bởi vậy càng thêm nổi danh, tìm nàng mua đường hoàng người càng nhiều, cùng thôn thôn dân đối cố tranh một nhà thái độ, cũng tới một cái đại chuyển biến, không chỉ có bên ngoài mạnh mẽ tuyên truyền đường hoàng thần kỳ công hiệu nhìn đến cố tranh gia vườn rau không có đồ ăn, sẽ thuận tay đưa bọn họ một phen. Trong thôn tiểu Nam Hài, kết bè kết đội tới tìm cố vũ chơi, cố vũ khóc khóc tỏ vẻ, hắn không rảnh chơi, hắn muốn nhận dược liệu, còn muốn đào dược liệu. Tiểu Nam Hài nhóm thực hâm mộ, sôi nổi hỏi hắn, nhà ngươi không phải yêu cầu đại lượng dược liệu sao? Nếu không chúng ta giúp ngươi gia đào, giá tính tiện nghi một chút cũng không cái gọi là, nhạc linh chi mỉm cười gật đầu tưởng đào dược liệu đều có thể tới thỉnh giáo cố vũ như thế nào phân biệt dược liệu chúng ta đem đại lượng thu mua giá tuyệt đối công đạo liền tính hòa xuân đường không chịu hợp tác nàng tin tưởng cũng có mặt khác hiệu thuốc nhưng hợp tác dược liệu trước sau dùng được với tiểu nam hài nhóm nghe xong cao hứng đến nhảy dựng lên bọn họ cũng có thể kiếm tiền tiêu vặt lạp nhạc linh chi làm cố linh phụ trách thu dược liệu ở hắn chân còn chưa khỏi hẳn trong lúc có hạn nhất sự tình làm không đến mức quá nhàm chán lão tam cố linh ở xưng dược liệu tính giá phương diện biểu hiện ra thiên phú làm nhạc linh chi lau mắt mà nhìn một đống dược liệu hắn nhìn ra một chút là có thể đánh giá ra trọng lượng vô luận dược liệu có bao nhiêu trọng hắn cũng có thể lập tức liền báo ra giá tiền hắn trong óc phản phất có một bộ tính toán khí như vậy thiên tài không làm buôn bán lãng phí nhạc linh chi mừng thầm về sau nàng sinh ý vô luận làm được bao lớn, có cố linh ở, nàng tuyệt đối yên tâm, trong thôn các tiểu cô nương, cũng bắt đầu tới tìm cố ánh chơi, cố ánh hào phóng mà đem biên thằng lạc tân pháp nói cho các nàng, hơn nửa tay cầm tay giáo hội các nàng, các tiểu cô nương thực cảm kích, sôi nổi đem chính mình sở trường tuyệt linh hoạt hưởng ra tới. Vương Tiểu Phượng thấy cố ánh quả nhiên không hề tới tìm nàng, trong lòng thực mất mát khổ sở, có thể nói, cố ánh là nàng cùng cố tranh chi gian nhịp cầu cùng cố ánh giận dỗi trực tiếp liền cắt đứt nàng đi cố tranh gia thấy cố tranh cơ hội vốn định dùng biên thằng lạc tân pháp dụ dỗ cố ánh hướng nàng cúi đầu không nghĩ tới cố ánh có càng mới mẻ thằng lạc biên pháp nghe nói là nhạc linh chi giáo nàng nhìn đến cố ánh tay cầm tay giáo các tiểu cô nương vương tiểu phượng cái kia khí a càng khí nàng là nhạc linh chi năng lực càng lúc càng lớn danh khí cũng càng ngày càng vang. Nguyên bản ngóng trong nàng thật sẽ làm cố tranh gia xui xẻo, cố tranh sẽ hưu bỏ nàng, không nghĩ tới hoàn toàn tương phản, từ nàng tới sau, cố tranh gia vận may liên tục, xem cố tranh bộ dáng, chỉ có sủng nịch, làm sao hưu bỏ, vương tiểu phượng tâm lý vặn vẹo, này sao được, cố tranh là nàng suy nghĩ như vậy nhiều năm người, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cố tranh cùng cố minh cứu Âu Dương tướng quân ngày thứ 10 buổi sáng. Âu Dương tướng quân cùng hắn tùy tùng ngồi xe ngựa tới rồi cố tranh cửa nhà. Từ trên xe ngựa dọn tiếp theo chỉ bao tải. Nâng đến cố tranh gia trong viện. Bao tải trang. Đúng là phóng trắng trắng cố minh cái kia nơi khác nam nhân. Âu Dương tướng quân sang sảng mà cười. Người đã giúp các ngươi tìm được rồi. Muốn sát muốn xẻo tùy các ngươi cao hứng. Cố minh nhìn đến kẻ thù. Trong cơn giận dữ dùng chân hung hăng đá một chút nơi khác nam nhân, vì cái gì muốn phóng trắng trắng ta, ngươi tốt nhất từ thật đưa tới, khỏi bị da thịt chi khổ, nơi khác nam nhân kỳ thật đã chịu quá hình, nên cung khai đã toàn bộ cung khai, đối mặt khổ chủ, hắn lại không thể không lại cung khai một lần, tỷ nhân là thiên thủy các thành viên, tháng trước tiếp thiên hạ khách sòng bạc sinh ý, bọn họ muốn ngươi mệnh. Bởi vì ngươi đã từng ở thiên hạ khách sòng bạc bên ngoài, giáo huấn quá bọn họ một cái tiểu nhị, cái này tiểu nhị vừa lúc là lão bản thân thích, tiểu khả ái nhóm, cầu phiếu phiếu A. Tác giả ở nỗ lực gõ chữ trung, chương 64 có không cho ta chế tác một ngàn cân, A, à, cố minh ngây ngẩn cả người, cái này nơi khác nam nhân nói đích xác có chuyện lạ, thiên hạ khách sòng bạc ở Thanh Bình huyện Thành, hắn đúng là sòng bạc cửa sửa chữa quá một tên côn đồ, tháng trước. Cố Minh cùng A Hùng đi huyện thành tìm A Hùng một cái thúc thúc, bọn họ cũng tưởng ở huyện thành tìm một phần sự làm. Ở thiên hạ khách sòng bạc cửa, A Hùng không cẩn thận đụng vào một cái lưu manh, cái kia lưu manh chẳng qua là thân mình bị đâm oai một chút, nhưng hắn bắt lấy A Hùng, một hai phải hắn bồi thường mười lượng bạc. Cố Minh khí bất quá, ra tay giáo húng lưu manh, tam quyền hai chân liền đem lưu manh lượt ngã xuống đất, cái kia lưu manh biết gặp gỡ cao nhân mới không dám lại yêu cầu bồi thường. Liền như vậy một chuyện nhỏ, bọn họ liền mua hung giết người. Không đúng a, à, này hẳn là không phải chân tướng. Nếu không phải còn có hai cái hắc y sát thủ, hắn đều thiếu chút nửa tin. Cố Minh nhìn về phía đại ca, cố tranh trên mặt thần sắc rất tức giận, liền đá nơi khác nam nhân hai chân. Hắn trong lòng biết này tuyệt đối không phải chân tướng, nhưng người này cũng thực sự đáng giận. Cố tranh phát tiết xong, nhìn về phía lão tướng quân người này vẫn là giao từ quan phủ xử lý đi hắn cũng không có đơn độc thẩm vấn người nam nhân này tính toán liền tính tái thẩm một lần cũng có thể là đồng dạng kết quả bởi vì người nam nhân này hiển nhiên cũng không biết chân tướng âu dương tướng quân lại là sang sảng cười cũng có thể hắn tiếp theo nói cho cố tranh thiên hạ khách sòng bạc đã phong lão bản cùng với sở hữu người liên quan vụ án đã toàn bộ tróc nã quy án mặt khác có mấy trăm người thiên thủy các, cũng hoàn toàn diệt trừ. Đây là nói cho cố tranh, bọn họ đã không có nỗi lo về sau. Cố tranh thành tâm nói lời cảm tạ, cảm ơn Âu Dương tướng quân. Lão tướng quân thật lớn bút tích, mấy trăm người thiên thủy các, lúc này mới mấy ngày, nói diệt trừ liền diệt trừ, còn có thiên hạ khách sòng bạc, cư nhiên phong. Đây là muốn nói cho người trong thiên hạ, bọn họ một nhà là tướng quân phủ che chở đây đúng là cố tranh muốn hiệu quả. Thiên hạ khách sòng bạc lão bản vốn dĩ liền không phải người tốt, làm người chịu tội thay, cố tranh không có chút nào tâm lý gánh nặng, tới xem náo nhiệt thôn dân rất nhiều. Bọn họ thế mới biết cố minh bị rắn cắn chân tướng, sôi nổi nghị luận thiên hạ khách sòng bạc lão bản cũng quá độc ác. A à Hùng biết việc này sao, ấy nấy muốn mệnh, nguyên lai cố minh thiếu chút nữa mất mạng, thế nhưng là hắn liên lụy, hắn âm thầm thề, về sau đi đường tuyệt không sẽ lại lỗ mãn hấp tấp đụng vào người khác, làm thủ hạ đem nơi khác nam nhân ném hồi trong xe ngựa, Âu Dương tướng quân lại hỏi Cố Minh, người có nghĩ đi quân doanh rèn luyện, Cố Minh kinh hỉ gật đầu, tưởng, Âu Dương tướng quân nghiêm mặt nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, vào quân doanh, tùy thời đều có khả năng lao tới chiến trường, tùy thời đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, Cố Minh kiên định mà trả lời, ta đã nghĩ đến rất rõ ràng âu dương lão tướng quân thực vừa lòng cố minh biểu hiện vậy như vậy định rồi hai ngày sau tùy chúng ta xuất phát là cố minh ưỡn ngực thân mình chạm đến thẳng tắt còn không có tiếng quân doanh liền trước có quân gia khí thế âu dương lão tướng quân cười ha ha cái này dũng mãnh vô cùng tiểu binh hắn phải hảo hảo cân nhắc ăn cơm thời điểm vẫn luôn ở dược phòng bận rộn nhạt linh chi ra tới rửa tay âu dương tướng quân nhìn đến nàng đột nhiên ngẩn ra một chút, nhưng thần sắc thực mau liền khôi phục bình thường, hỏi cố tranh, đây là ngươi tiểu tức phụ, cố tranh gật gật đầu, đúng là, nàng kêu nhạc linh chi, mau 10 tuổi, Âu Dương tướng quân lại mỉm cười đánh giá nhạc linh chi, tiểu cô nương, bột ớt là ngươi chế tác, nhạc linh chi lễ phép mà cười cười, sau đó gật đầu, ngươi hiện tại có bao nhiêu trữ hàng, có không cho ta chế tác một ngàn cân chương 65 hai người xem như hòa hảo trở lại, một ngàn cân. Nhạc Linh Chi mỉm cười, đáng tiếc trữ hàng cũng không nhiều, lão tướng quân chính là muốn dùng đến trên chiến trường, cố tranh làm phiên dịch. Âu Dương tướng quân sang sản mà cười to, tiểu cô nương thật thông minh. Ha ha ha, trữ hàng không nhiều lắm không quan trọng, ngươi yên tâm cho ta làm, sẽ không bạch muốn ngươi thuốc bột. Nhạc Linh Chi nhắc nhở hắn, hai ngày thời gian quá ngắn, không kịp âu dương tướng quân nghe xong cố tranh thuật lại đột nhiên có một cái ý tưởng cố tranh ngươi có nguyện ý hay không cả nhà dời đến kinh thành đi trụ các ngươi có thể ở ở tướng quân phủ cũng có thể ở tại bên ngoài phòng ở có có sẵn ta nhưng tấu thỉnh hoàng thượng cho ngươi tiểu tức phụ sai khiến ngự y trước chữa khỏi nàng giọng nói nàng cũng có thể tùy thời cho ta chế thuốc bột đi kinh thành cố tranh là không nghĩ đi kinh thành hắn nếu đi kinh thành kiếp trước hại quá hắn những người đó chỉ sợ sẽ lập tức đối hắn hạ độc thủ hắn hiện tại không có một chút thế lực còn không có năng lực cùng bọn họ chính diện đối kháng nhưng là linh chi giọng nói nếu có thể thỉnh đến ngự y khỏi hẳn cơ hội rất lớn cố tranh liền nhìn về phía nhạc linh chi ngươi có nghĩ đi kinh thành trị giọng nói nhạc linh chi lắc đầu ta không đi kinh thành cũng không cần thỉnh ngự y ta giọng nói giống như ở tự nhiên khỏi hẳn ta kỳ thật đã có thể phát ra đơn giản âm, cố tranh không quá tin tưởng, nhạc linh chi dứt khoát nói hai chữ ra tới, cố. Tranh, thanh âm tuy nhỏ, nhưng rõ ràng có thể nghe, tiểu tức phụ cư nhiên có thể kêu hắn tên, cố tranh kích động đến có chút thất thố, ngươi. Ngươi chừng nào thì phát hiện, nhạc linh chi nói, tạc. Vãn, cố ánh ôm chặt nhạc linh chi, a à. Quá tốt rồi. Linh Chi Tỷ có thể nói là còn lại mấy cái cũng thực kích động. Âu Dương Tướng Quân nhìn một màn này, cũng liền không nhắc lại đi kinh thành sự, nhưng đối nhạc Linh Chi, hắn nhiều một phần muốn đi hiểu biết nàng xúc động. Âu Dương Tướng Quân bọn họ rời đi sau, người trong thôn tất cả đều đã biết, Âu Dương Tướng Quân muốn mang cố tranh một nhà đi kinh thành sự. Toàn thôn người đều ở nghị luận sôi nổi, đều nói cố tranh gia lần này là thật sự vận khí đổi thay. Vương Tiểu Phượng nghe xong, tâm phiền ý loạn. Nếu là cố tranh một nhà đi kinh thành, nàng liền hoàn toàn cùng cố tranh vô duyên phân. Làm sao bây giờ đâu? Buổi tối, cố tranh gia tới thật nhiều thôn dân, bọn họ một là tới hỏi rõ ràng cố tranh. Có phải hay không muốn cả nhà dọn đi kinh thành, nhị là tới đưa vài thứ cấp cố minh, cố minh là xác định vững chắc muốn đi kinh thành. Đặc biệt là A Hùng một nhà, đưa tới nhiều nhất đồ vật, quan giày liền hai đôi, đó là A Hùng mẫu thân cấp A Hùng chuẩn bị, Cố Minh chân cùng A Hùng vừa vặn giống nhau đại. Bọn họ là cảm kích Cố Minh vì A Hùng ra quá mức, lại ấy nấy Cố Minh nhân A Hùng sự thiếu chút nữa bị người hại chết. Cố Tranh thực khẳng định nói cho đại gia, chúng ta một nhà không đi kinh thành, chỉ có ta nhị đệ cùng Âu Dương tướng quân đi quân doanh. Gia mặt dày cũng tới tìm Cố Ánh Vương Tiểu Phượng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Cố Tranh một nhà không đi kinh thành, nàng liền còn có hy vọng gả cho cố tranh. Nàng tìm được cố ánh, đầu tiên là thành tâm thành ý xin lỗi, sau là cuốn lấy cố ánh muốn cố ánh giáo nàng biên thằng lạc, cố ánh nghĩ đến phía trước vương tiểu phượng đối nàng hảo, liền đáp ứng rồi. Hai người xem như hòa hảo trở lại, cố minh nghĩ quá hai ngày liền phải rời nhà đi kinh thành, đến nắm chặt thời gian vì trong nhà làm nhiều một chút sự. Đào dược liệu đã không cần hắn trong thôn tiểu nam hài mỗi ngày đều có thể đào rất nhiều, thậm chí có chút đại nhân cũng giúp đỡ đào, dù sao nhạc linh chi nói, nàng đại lượng thu mua, cố minh liền đi đốn củi, một ngày chạy vài tranh, hôm nay buổi sáng chạy hai tranh, ăn qua cơm trưa lại lên núi, cản đều ngăn không được, chương 66 không biết xấu hổ vương tiểu phượng, cố vũ cũng cùng tiểu nam hài nhóm đi trên núi đào dược liệu. Cố tranh ở thư phòng giáo nhạc Linh Chi viết chữ, cố ánh ở tam ca trong phòng, một bên cùng tam ca nói chuyện, một bên biên thằng lạc. Vương Tiểu Phượng lại tới tìm cố ánh, nói nhà nàng tới cái thân thích gia nữ hài, cũng muốn học biên thằng lạc, nhưng thân thích gia nữ hài da mặt mỏng, ngượng ngùng tới nhà người khác, cho nên nàng tới thỉnh cố ánh đi nhà nàng. Cố ánh thực sản khoái đáp ứng rồi nàng, cùng đại ca bọn họ nói một tiếng, liền đi Vương Tiểu Phượng gia. Không trong chốc lát, Vương Tiểu Phượng lại tới kêu nhạc Linh Chi, nói các nàng tân được một cái biên pháp phức tạp thằng lạc, các nàng mấy cái đều xem không hiểu, cố ánh nói nhà nàng đại tẩu khẳng định có thể xem hiểu. Nhạc Linh Chi vốn là viết chữ viết đến có điểm ghét, nghĩ đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, liền đi cùng Vương Tiểu Phượng đi nhà nàng. Nàng cũng sẽ không sợ Vương Tiểu Phượng tính kế nàng cái gì, nàng nếu là dám tính kế, nàng nhất định gấp 10 lần dân trả tới rồi vương tiểu phượng gia, nhạc linh chi nhìn đến cố ánh cùng một cái tiểu cô nương đầu đối đầu, hai người ở nghiêm túc nghiên cứu một cái phức tạp thằng lạc, đến tột cùng là như thế nào biên, thấy nhạc linh chi, cố ánh thật cao hứng, lập tức đem phức tạp thằng lạc cấp nhạc linh chi xem, vẻ mặt chờ mong, linh chi tỷ ngươi nhất định có thể nhìn ra này thằng lạc là như thế nào biên, đúng không, nhạc linh chi lấy qua đi nhìn kỹ, nhìn ra một ít phương pháp, Liền bắt đầu chỉ điểm các nàng nên như thế nào biên. Vương Tiểu Phượng A Nương Lâm Thị cũng vây lại đây xem, hỏi cái này hỏi kia, hỏi cái không ngừng, sau đó lại kêu Vương Tiểu Phượng đi xem nước đường nấu hảo không có, nói là trong chốc lát thỉnh các nàng uống. Nhưng Vương Tiểu Phượng đi đã lâu cũng không trở về. Lâm Thị liền nói, nàng đi xem, quay người lại cũng không thấy bóng người. Nhạc Linh Chi trong lòng kỳ quái, này hai mẹ con như thế nào quái quái vừa vặn nàng cũng chỉ điểm xong rồi liền cùng tiểu cô nương cáo từ lôi kéo cố ánh về nhà vương tiểu phượng gia nước đường nàng căn bản là không hiếm lạ hiện tại nương hai còn đồng loạt biến mất cũng không biết có phải hay không làm âm mưu quỷ kế nhạc linh chi cùng cố ánh mới ra vương tiểu phượng gia liền nghe được các nàng gia truyền tới lâm thị khóc tiếng la làm bậy a à? tại sao lại như vậy a à? khuê nữ a à? hiện tại nhưng làm sao bây giờ a à? vựng này hai mẹ con quả nhiên là có âm mưu quỷ kế nhạc linh chi lôi kéo cố ánh chạy nhanh chạy về da lúc này đã có mấy cái phụ nhân cũng chạy tới lâm thị khóc tiếng la thật sự quá khủng bố ước gì toàn thôn người đều có thể nghe được nhạc linh chi cùng cố ánh chạy vào nhà nhìn đến lâm thị ở nàng cửa phòng đấm ngực dừng chân mà khóc mắng cố tranh ngươi tên hỗn đảng này nhà ta tiểu phượng hảo tâm đoan nước đường cho ngươi uống, ngươi lại nổi lên sắc tâm đem nàng đạp hư, cố tranh vẽ mặt lãnh sương, tâm miệng cho ta, đã vào nhà phụ nhân nhóm vội vàng hỏi sao lại thế này, trong phòng truyền đến vương tiểu phượng anh 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 tiếng khóc, các ngươi đừng tiến vào. Đây là chúng ta việc tư, ta không nghĩ bị các ngươi nhìn đến ta như vậy, lâm thị liền đem lời nói dối điên đến có cái mũi có mắt nhà ta tiểu phượng thỉnh cố ánh cùng nhạc linh chi đi nhà ta dạy chúng ta biên thằng lạc, ta hảo tâm nấu nước đường thỉnh các nàng uống, tiểu phượng phần đỉnh một chén cấp cố tranh, lại chậm chạp không trở về nhà, ta liền tới xem cái đến tục cùng, nào biết liền này trong chốc lát công phu, cố tranh liền đem tiểu phượng đạp hư, trong phòng vương tiểu phượng khóc kêu, a nương ngươi đừng mắng cố tranh ca ca. Việc này tuy rằng là cố tranh ca ca chủ động, nhưng ta cũng không phản đối, ta vẫn luôn thích cố tranh ca ca, hắn vừa rồi cũng nói, hắn sẽ cưới ta, cố tranh đã tức giận đến muốn giết người, cố tình hắn hiện tại lại không thể đem trong phòng vương tiểu phượng ném ra đại môn đi, bởi vì không biết xấu hổ vương tiểu phượng cởi quần áo, chương 67 vô pháp lập tức kết luận, cố tranh ở thư phòng đọc sách, vương tiểu phượng nói nội dung chính nước đường cho hắn uống, hắn lạnh lùng mà từ chối nàng, không cần. Vương Tiểu Phượng liền nói bưng cho Cố Linh ăn, cố tranh cũng liền không phản đối, nào biết nàng cư nhiên ở hắn trong phòng cởi quần áo, sau đó vu khống hắn chạm vào nàng. Lâm thị đi theo liền tiến vào la to, hai mẹ con phối hợp đến thiên y vô phùng, cố tranh nhìn về phía nhạc Linh Chi, Linh Chi, ngươi đừng nghe các nàng nói hưu nói vượng, nhạc Linh Chi bình tĩnh gật gật đầu, nàng khẳng định là tín nhiệm cố tranh, đại tẩu, ngươi nàng vạn đừng tin các nàng. Ta dám bắt người đầu bảo đảm, đại ca tuyệt không sẽ làm như vậy, chống quải trượng cố linh cũng là vẻ mặt tức giận, hắn đánh chết đều sẽ không tin tưởng đại ca sẽ chạm vào vương tiểu phượng, đều do hắn, ngủ cái gì ngủ trưa, liền trong phòng vào người ngoài cũng không biết, cố ánh vọt tới phòng cửa mắng to, vương tiểu phượng, ngươi cố ý kêu chúng ta đi nhà ngươi, nguyên lai là muốn tính kế ta đại ca, ngươi dám vu khống ta đại ca, xem ta không xé lạ ngươi miệng vương tiểu phượng đem mang huyết gối đầu tạp ra tới sau đó la to đừng tiến vào các ngươi đều đừng tiến vào ta không có mặc quần áo lúc này càng ngày càng nhiều thôn dân vào phòng xem náo nhiệt vương tiểu phượng tự bạo không có mặc quần áo đã đủ kinh hãi ném ra gối đầu thượng còn có huyết liền càng kinh hãi sớm đã có người chạy bộ đi kêu thôn trưởng lại đây loại sự tình này cần thiết đến thôn trưởng chủ trì công đạo nhạc linh chi bình tĩnh mà vào phòng lâm thị chạy nhanh đi kéo nàng loại sự tình này không phải ngươi một bé gái quản được nhạc linh chi một phen ném ra tay nàng vào phòng trên giường một mảnh hỗn độn vương tiểu phượng ngồi ở trên giường trên người che lại chăn mỏng tử ở khóc lộ đầu vai cùng chân cánh tay mặt trên còn có hồng hồng véo ấn nàng quần áo toàn ném ở trên giường thấy được chính là trên giường có huyết loại này tình cảnh mặc cho ai ánh mắt đầu tiên nhìn đến, đều sẽ cho rằng cố tranh chạm vào nàng. Nhạc Linh Chi không bị dọa đến, nhìn Vương Tiểu Phượng, lạnh lùng nói ba chữ, xuyên. Y Phục, Vương Tiểu Phượng sửng sốt một chút, tiểu người câm như thế nào có thể nói, nhưng nàng ngay sau đó anh anh mà khóc, ta xuyên không được quần áo, ta toàn thân đau nhất, cố tranh ca ca, người mau tiến vào giúp ta xuyên, không chịu mặc quần áo phải không? Nhạc Linh Chi một bước tiến lên, không lưu tình chút nào mà muốn đem Vương Tiểu Phượng kéo đi ra ngoài, sợ tới mức Vương Tiểu Phượng oa oa kêu to. Lưu Thị chạy nhanh vọt vào phòng hỗ trợ, thấy trên giường huyết, lại là la to, làm bậy a. À. Chảy nhiều như vậy huyết, ngươi như thế nào như vậy ngốc, còn không có danh không phân, liền tùy vào cố tranh sằng bậy. Khi hỗn đảng hiện tại còn không thừa nhận, chuyện tới hiện giờ, cũng không có biện pháp, chỉ có thể thỉnh trong thôn thím nhóm tiến vào xem xét sau đó làm cái chứng chứng minh người xác thật bị cố tranh đạp hư thực mau có hai cái quan hệ cùng lưu thị tương đối tốt phụ nhân bị lưu thị kêu vào phòng thật sự cấp vương tiểu phượng xem xét lên xem xét qua đi hai cái phụ nhân ra tới nói cho đại gia vương tiểu phượng xác thật đã phá hồng trên người cũng có bao nhiêu chỗ véo vệt đỏ tích các thôn dân nghị luận sôi nổi Chờ đợi thôn trưởng đã đến chủ trì công đạo, nhạc linh chi mắt lạnh nhìn lưu thị cấp vương tiểu phượng mặc quần áo, mặc tốt quần áo sau, vương tiểu phượng vẫn như cũ không chịu ra khỏi phòng. Thôn trưởng cố thừa hữu cùng hắn tức phụ lâm thẩm, thực mau liền tới rồi, thôn trưởng xanh mặt quát hỏi nói, đến tột cùng là chuyện như thế nào, lưu thị trước đem biên tốt lời nói dối nói một lần, cố tranh cũng đem sự thật nói, sau đó là cố ánh cùng nhạc linh chi làm chứng chứng minh các nàng là cố ý bị vương tiểu phượng mẹ con chi khai. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, thôn trưởng mặc dù biết cố tranh sẽ không làm loại sự tình này, nhưng nhân chứng vật chứng đều có, hắn cũng vô pháp lập tức kết luận. Hơn nữa các thôn dân đều đảo hướng vương tiểu phượng bên kia, phổ biến cho rằng là vương tiểu phượng chủ động câu dẫn cố tranh, sau đó cố tranh cầm lòng không đậu chạm vào nàng. Chương 68 Sự thật trước mặt, mọi người ngược lại cười không nổi, cố tranh giáo nhạc Linh Chi viết chữ, cũng có hơn 10 ngày, giống nhau tương đối thường dùng tự, nàng đều nhớ kỹ, có chút lời nói, nàng cảm thấy làm cố tranh thuật lại có chút không ổn, nàng không bằng dùng viết chữ phương pháp vì cố tranh biện hộ, nàng lập tức đi thư phòng cầm giấy bút ra tới, trên giấy viết mấy chữ, phá thân, không nhất định phải nam nhân. Nàng đem trên giấy tự dương cho đại gia xem, thông trưởng trường lớn đôi mắt, Linh Chi nha đầu một cái tiểu cô nương, cư nhiên cũng hiểu cái này, có chút biết chữ nam nhân nhìn, mỗi người đều nghẹn lại cười, hiểu y thuật tiểu cô nương, quả nhiên không giống người thường, hiểu được cũng thật nhiều, các nữ nhân tắt một cái kính truy vấn nhạc Linh Chi, không cần nam nhân như thế nào phá, nhạc Linh Chi lại trên giấy viết một hàng tự, dùng giống nhau đồ vật thay thế, các nam nhân rốt cuộc nhịn không được, bộc phát ra một trận lại một trận tiếng cười các nữ nhân cũng cười đến ngửa tới ngửa lui. Cố tranh nhìn đến nhạc linh chi viết tự, mặt không tự giác mà đỏ. Nàng cùng hắn nghĩ đến một khối đi, hắn đang nghĩ ngợi tới nói như thế nào xuất khẩu, nàng lại trực tiếp liền viết ra tới. Nhất thần kỳ chính là, những lời này viết ra tới, nàng bình tĩnh như vậy, một chút cũng chưa cảm thấy xấu hổ cùng ngượng ngùng. Lâm thẩm cố ý lớn tiếng ồn ào, vẫn là linh chi nha đầu hiểu nhiều lắm, không hổ là học y nàng như vậy viết ra tới ta cũng đã hiểu giống nhau đồ vật nhưng nhiều cà tím dưa chuột còn có khổ qua thậm chí còn có thể dùng chày cán bột a à, ha 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 lâm thẩm nga ngươi gặp qua ai giống chày cán bột dáng lại ngươi lạng miệng ta chưa nói quá gặp qua ai ta chỉ là so sánh một chút này so sánh cũng quá thái quá a à, ha 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 muốn cười chết ta các nữ nhân lại lần nữa cười đến ngửa tới ngửa lui hoàn toàn quên mất trong phòng còn có một cái khóc thúc thích người bị hại vương tiểu phượng lâm thị sắc mặt đại biến lại tức lại cấp các ngươi này đàng thiên giết ta khuê nữ bị cố tranh đạp hư các ngươi còn muốn như vậy nhục nhã nàng phàm là đều phải giảng chứng cứ các ngươi hiện tại vào phòng đi lục soát xem có thể hay không lục soát ra các ngươi nói đồ vật nhạc linh chi lại trên giấy viết tự đồ vật liền ở lưu thị trên người đại gia vừa thấy lại không nín được một đám cười đến đau bụng nếu thật là như vậy vậy thật là chê cười lâm thị không biết nhạc linh chi viết chính là cái gì còn ở một cái kính mà thúc giục các ngươi cứ việc vào phòng lục soát ta tuyệt không sẽ ngăn đón lâm thẩm châm chọc nói lục soát cái gì lục soát ngươi vừa rồi cho ngươi nữ nhi mặc quần áo khi chỉ sợ đã sớm đem đồ vật mang ra tới lâm thị nghe xong nhấc chân liền ra bên ngoài biên đi vừa đi còn một bên mắng các ngươi mấy ngày này dết khi dễ nhà ta nam nhân không lại đây các ngươi chờ ta đây liền đi kêu bọn họ nhạc linh chi nóng nảy hô lớn cản trụ nàng nếu như bị nàng đi ra cửa ném vật chứng liền không ổn lâm thẩm kinh hỉ hỏi nhạc linh chi Linh Chi nha đầu, ngươi. Ngươi có thể nói lạp, thấy nhạc Linh Chi sốt ruột, lại một cái bước xa tiến lên, bắt lấy lâm thị sau cổ áo, đem nàng kéo trở về. Lâm thị sức lực không lâm thẩm đại, không làm gì được lâm thẩm, chỉ phải ngồi ở ngầm la lối khóc lóc. Lâm thẩm ở nàng trong lòng ngực quả nhiên lấy ra một đoạn bị cưa đoạn chày cán bột, ước chừng có nửa thước trường, chày cán bột bóng loáng kia một đầu còn dính một chút vết máu mọi người đều tể lại đây. A, à, thật đúng là chính là chày cán bột, nàng liền dùng thứ này phá thân mình, phi. Thật là đen đuổi. Lâm thẩm phi một ngụm, lại mắng một câu, đem chứng cứ phạm tội cho một nữ nhân. Các nữ nhân nhìn lại đưa cho nam nhân xem, sự thật trước mặt, mọi người ngược lại cười không nổi, thật không nghĩ tới, vương tiểu phượng mẹ con như vậy ghê tởm, vì gả cho cố tranh, như vậy xấu xa sự cũng làm được. Chương 69 người mẫu thân khẳng định sẽ không giúp ngươi, chân tướng bại lộ, lâm thị xấu hổ đến tưởng ngầm có điều phùng, làm cho nàng chui vào đi. Trong phòng vương tiểu phượng sắc mặt như tro tàn, không nghĩ tới nàng mẫu thân một chút dùng đều không có, chứng cứ phạm tội nhanh như vậy cũng đừng người lục soát ra tới. Chuyện tới hiện giờ, nàng còn có gì thể diện sống sót, vương tiểu phượng ra phòng, được ăn cả ngã về không, hô to một tiếng, cố tranh ca ca, ta sống là người của ngươi, chết là ngươi quỷ, nói liền hướng trên vách tường một đầu đánh tới, đây là thật sự có chết quyết tâm, vốn định muốn giáo huấn nàng cố ánh tay mắt lanh lẹ, tiến lên đem nàng đẩy, ngươi muốn gắt gao bên ngoài đi. Đừng làm dơ nhà ta nhà ở, nàng tuổi tuy rằng tiểu, không hiểu lắm các đại nhân cười cái gì, nhưng có giống nhau biết rõ ràng. Vương Tiểu Phượng chính mình đem chính mình làm ra huyết, sau đó bôi nhỏ là nàng đại ca làm cho, nha. Vương Tiểu Phượng da mặt thật hậu, nàng thật là mắt mù, cùng nàng làm lâu như vậy bằng hữu, cố ánh từ nhỏ tập võ, tuy rằng nhân tuổi tiểu sức lực không lớn, nhưng dưới cơn thịnh nộ đẩy, Vương Tiểu Phượng bị đẩy ngã trên mặt đất không tính, cái trán còn thái tới rồi ngầm, lập tức nổi lên một cái đại bao, đau đến nàng mắt đầy sao xẹt, nàng nhịn không được gào khóc, các thôn dân đều vây lại đây xem nàng. Lâm Thị cho rằng xoay ngược lại cơ hội tới, ông lấy nữ nhi khóc lớn hô to, khuê nữ a, à, ngươi như thế nào ngu như vậy, cố tranh không thừa nhận, chúng ta có thể đi quan phủ cáo hắn. Các ngươi mấy ngày này giết, suy bụng ta ra bụng người, nếu không phải thật sự bị đạp hư, ai lại bỏ được đi tìm chết, có phụ nhân phản bác Lâm Thị, khi chày cán bột như thế nào giải thích, Lâm Thị bất cứ giá nào đó là ta chính mình dùng. Ta sợ bị phát hiện, liền tùy thân mang theo, các thôn dân ồ lên, chính ngươi dùng, như thế nào mặt trên còn có huyết, ta, ta tới cái kia, tới rồi tình trạng này, lâm thị còn tưởng giảo biện, nhạc linh chi thật là dở khóc dở cười, nàng lại trên giấy viết, còn có một cái biện pháp, báo quan, làm quan phủ người kiểm tra một chút, nàng trong cơ thể nhưng có nam nhân đồ vật, có cái nữ nhân nói, biện pháp này hảo, kỳ thật không cần quan phủ người, có hay không nam nhân đồ vật, chỉ là nghe một chút là có thể ngửi được, lời này lại đưa tới một trận tiếng cười. Vừa rồi xem xét quá vương tiểu phượng hai cái phụ nhân nhược nhược mà giải thích, chúng ta vừa rồi không nhìn kỹ, mọi người nhịn không được mắng các nàng, không nhìn kỹ, còn nói bậy cái gì, hai cái phụ nhân đầy mặt hổ thẹn, ai có thể nghĩ đến vương tiểu phượng mẹ con như vậy bị ổi các nàng chỉ nghĩ cùng lâm thị ngày thường quan hệ không tồi muốn thiên hướng lâm thị kia một bên vương tiểu phượng nghe được báo quan lại nghe được muốn kiểm tra nàng thân mình nàng hoàn toàn hỏng mất đừng kiểm tra rồi ta thừa nhận ta là chính mình lộng phá chính mình vì chính là gã cho cố tranh ca ca các thôn dân một trận xi xi thật là làm bậy không biết xấu hổ điên cuồng vương đại sơn cùng hắn cha vốn dĩ đã ra cửa làm việc biết được tin tức chạy nhanh chạy về tới, vừa vặn nghe được Vương Tiểu Phượng nói, biết chỉnh chuyện sau, Lâm Thị bị nàng nam nhân tay năm tay mười, hung hăng đánh hai bàn tay, mất mặt xấu hổ đồ vật. Còn không chạy nhanh về nhà, quả thực tức chết hắn, nữ không giáo, mẫu có lỗi, nàng khen ngược, còn giúp nữ nhi làm hoang đường sự, này dạy bọn họ một nhà thể diện, hướng nơi nào phóng, Lâm Thị chạy nhanh lôi kéo nữ nhi về nhà lại bị nhạc linh chi ngăn lại. A, a a, việc này chúng ta có thể không báo quan, nhưng cần thiết nói ra ai sai sử của các ngươi. Cố tranh cũng nhìn ra vấn đề, hắn đem nhạc linh chi ý tứ thuật lại một lần. Vương Tiểu Phượng trong mắt hiện lên tuyệt vọng, thương tâm nói, là ta chính mình muốn làm như vậy. Nhạc linh chi sắc bén ánh mắt nhìn chầm chầm nàng, ngươi nói dối. Nếu là chính ngươi muốn làm như vậy, ngươi mẫu thân khẳng định sẽ không giúp ngươi, chương 70 cầu các ngươi không cần báo quan, ngươi thích cố tranh, nhà ngươi người cũng không duy trì, ngươi thích cố tranh, cũng còn chưa tới không muốn sống trình độ, nhưng ngươi vừa rồi có muốn chết xúc động, này thuyết minh các ngươi khả năng có khổ chung, cố tranh nghe minh bạch nhạc linh chi nói sau, vô cùng bội phục nàng thấy rõ lực, nàng so với hắn cái này sống lại một đời, còn có thể nhìn thấu nhân tâm, không sai. Vương Tiểu Phượng cũng không có yêu hắn ái đến không muốn sống trình độ, ở phía trước một đời, Vương Tiểu Phượng xác thật thích hắn, hơn nữa lớn mật hướng hắn thông báo quá, hắn không để ý đến nàng, khi đó hắn vẫn đen vào đầu, người trong thôn e sợ cho tránh còn không kịp, Vương Tiểu Phượng cha mẹ kiên quyết phản đối, Vương Tiểu Phượng liền cũng dao động sơ tâm, cuối cùng vì quá thoải mái nhật tử, gả cho một cái trong nhà có chút tiền, đã chết nguyên phối tuổi cùng nàng cha không sai biệt lắm nam nhân này thuyết minh vương tiểu phượng là cái thực hiện thực người nàng cũng không ngốc biết rõ việc này thực dễ dàng lòi lòi sau cả đời liền hoàn toàn hủy diệt nói ngắn lại nàng không có khả năng bởi vì thích hắn liền làm ra như thế điên cuồng hành động cố tranh đem nhạc linh chi nói thuật lại một lần lâm thị nam nhân cũng cảm thấy kỳ quái một phen kéo lấy lâm thị trước ngực quần áo các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta cùng đại sơn lâm thị sợ hãi mà nhìn về phía nữ nhi nàng nữ nhi nói việc này tuyệt không có thể nói ra chân tướng nói ra chân tướng nàng cả nhà đều phải xong đời vương tiểu phượng hiển nhiên cũng thực sợ hãi nhưng nàng lập tức khóc thúc thích che giấu ta bị nhạc linh chi mẹ kế hại thảm đại gia vội vàng hỏi sao lại thế này việc này lại như thế nào sẽ liên lụy đến nhạc linh chi mẹ kế vương tiểu phượng nói ngày hôm qua nàng sấn cư khi, có một cái xa lạ phụ nhân tìm được nàng, hỏi nàng có nghĩ gả cho cố tranh, nàng trầm mặt không nói lời nào, nàng liền tính tưởng lại như thế nào, nề hà nhân gia chướng mắt nàng, xa lạ phụ nhân lại dụ hoặc nàng, chính mình hạnh phúc muốn chính mình tranh thủ, nói cố tranh hiện tại bất đồng trước kia, nhà hắn có tiền, không cần lại tạm nghỉ học, thi đậu tú tài là chuyện sớm hay muộn hơn nữa lại leo lên âu dương tướng quân này cây đại thụ nhà hắn nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt thấy nàng động tâm xa lạ phụ nhân lại cho nàng chi chiêu nói nàng có một cái biện pháp bảo quản cố tranh nhất định sẽ cưới nàng trước cấp cố tranh thức ăn hạ dược sau đó dụ hoặc hắn hắn nếu không mắc lừa liền dùng đệ nhị loại phương pháp dùng mặt khác đồ vật tự phá thân tử muốn cố tranh phụ trách vương tiểu phượng lúc ấy hoảng sợ chất vấn xa lạ phụ nhân, xúi dục nàng làm như vậy có cái gì mục đích? Có biết hay không bị người xuyên qua sau sẽ hại thảm nàng? Xa lạ phụ nhân nói, phú quý hiểm trung cầu, việc này tuy rằng có nguy hiểm, nhưng phần thắng khá lớn, ngươi chỉ cần làm như vậy, cố tranh liền có miệng nói không rõ. Hắn liền không thể không muốn cưới ngươi, không cưới ngươi liền sẽ chọc kiện tụng, chọc kiện tụng sau hắn liền vĩnh viễn không được thảo tú tài, hắn muốn cưới ngươi, phải cùng nhạc linh chi từ hôn nhạc linh chi không địa phương lạc hộ liền phải trở lại nàng cha gia nàng trong tay có đáng giá xà hàm thạch còn có có thể trị dung đũa đường hoàng phối phương nghe nói hòa xuân đường quảng sự đã qua quá cố tranh gia cũng khai ra giá trên trời bạc nàng mẹ kế ước gì nàng trở về vương tiểu phượng hỏi nàng ngươi là nhạc linh chi mẹ kế người nào xa lại nữ nhân nói là thân thích nói nàng cho vương tiểu phượng một bao dược lại cho nàng mười lượng bạc hơn nữa hứa hẹn sự thành lúc sau lại cho nàng mười lượng bạc làm của hồi môn nói xong này đó vương tiểu phượng lại khóc ròng nói ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh liền đáp ứng rồi nàng nàng lại ban một tiếng quỳ gối nhạc linh chi cùng cố tranh trước mặt cầu các ngươi không cần báo quan ta ta tình nguyện giao ra nàng cho ta mười lượng bạc